Longship, ứng dụng giao hàng thương mại điện tử trong 1 giờ, hoàn tất mọi đơn hàng chỉ trong 1 giờ. Là app giao đồ ăn duy nhất của Việt Nam, đặt món nào cũng free ship. Không chỉ có vậy, Longship còn có đặt xe, đi chợ, giao hàng và nhiều dịch vụ giao vận khác. Tải ngay app Longship tại App Store hoặc Google Play để đặt hàng ngay hôm nay. Link tải app ngay dưới mô tả video này. Những bước đi mới của VinFast. Song song với kế hoạch phát triển ở Bắc Mỹ và châu Âu, VinFast đang có động thái mở rộng kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á, trước tiên là tại Indonesia. Giới thiệu ô tô điện và mở rộng ra quốc tế. Với ưu tiên cốt lõi là ô tô, tập đoàn VinGroup từng bước rút khỏi mảng bán lẻ, nông nghiệp, hàng không và mới đây nhất là điện thoại, TV để tập trung mọi nguồn lực phát triển VinFast, đơn vị sản xuất xe máy, ô tô của tập đoàn. Tháng 9 năm 2017, VinFast khởi công tổ hợp nhà máy với công suất dự kiến lên tới 500.000 xe trên một năm vào năm 2025. Mục tiêu hướng tới là trở thành một trong những công ty xe điện thông minh hàng đầu thế giới. Đầu năm nay, đơn vị giới thiệu một ô tô điện đầu tiên là VF E34. Tính đến nay, bộ sưu tập các mẫu xe điện của VinFast bao gồm 3 mẫu ô tô VF E34, VF E35 và VF E36, một mẫu xe buýt và 6 mẫu xe máy. Trước đó, hãng kinh doanh ô tô động cơ xăng gồm 3 dòng chủ lực là Lux SA2.0, Lux A2.0 và Fadil, bên cạnh mẫu xe cao cấp với số lượng giới hạn là President. Trong năm 2020, đơn vị sản xuất xe của VinGroup bán được tổng cộng 29.485 xe, bao gồm 18.016 xe Fadil, 6.013 xe Lux A2.0 và 5.456 xe Lux SA2.0. Lũy kế 7 tháng đầu năm, VinFast đã bán tổng cộng 19.720 xe, bao gồm 13.055 chiếc Fadil, 4.031 chiếc Lux A2.0 và 2.634 chiếc Lux SA2.0. Bên cạnh đó, công ty cũng đã nhận được hơn 25.000 đơn đặt cọc mẫu ô tô điện đầu tiên VF E34, trong đó có gần 10.000 đơn được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến. Mẫu xe ô tô điện VF E34 đã nhận đặt hàng từ cuối tháng 3, dự kiến những chiếc xe đầu tiên sẽ lăn bánh vào cuối năm nay. Hai mẫu ô tô thông minh khác là VF E35 và VF E36 dự kiến sẽ mở bán trên toàn cầu vào tháng 3 năm 2022. Để hoàn thành kế hoạch này, hãng đã từng bước phát triển thị trường nội địa cũng như mở rộng thị phần quốc tế. Giữa tháng 7, VinFast thông báo chính thức đưa các chi nhánh tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan vào hoạt động. Đây là năm thị trường trọng điểm nằm trong kế hoạch mở rộng kinh doanh ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp. Bà Thái Thị Thanh Hải, Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu cho biết, việc châu Âu và Bắc Mỹ công bố lộ trình cấm bán ô tô sử dụng động cơ đốt trong để chuyển sang ô tô điện là một cơ hội để công ty chinh phục thế giới. Ông Jeremy Snyder, Giám đốc phát triển thị trường của VinFast Mỹ cho rằng, hãng có thể cạnh tranh sòng phẳng với những thương hiệu hàng đầu tại Mỹ hiện nay. Song song với kế hoạch phát triển ở Bắc Mỹ và châu Âu, nhà sản xuất ô tô của VinGroup đang có động thái mở rộng kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á, trước tiên là tại Indonesia. Hãng vừa đăng ký bản quyền 6 mẫu xe trên cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ của Indonesia, bao gồm 5 mẫu ô tô và 1 mẫu xe máy điện. Hai trong 5 mẫu ô tô đăng ký nhãn hiệu sở hữu trí tuệ được cho là VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0. 3 mẫu ô tô còn lại trong danh sách đều là ô tô điện. Con đường phát triển ô tô điện của VinGroup dự kiến sẽ sáng hơn khi Bộ Tài chính đề xuất mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chạy pin sẽ bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng có cùng chỗ ngồi, tương đương khoảng 5-7,5%. Nếu được thông qua, chính sách này sẽ được áp dụng trong thời gian 5 năm kể từ ngày chính thức có hiệu lực. Việc giảm lệ phí trước bạ với ô tô chạy pin sẽ khuyến khích người tiêu dùng sử dụng loại phương tiện này, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, ngành ô tô điện phát triển, hướng đến mục tiêu không chỉ cung ứng ô tô chạy pin cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu trong thời gian tới. Trước khi có đề xuất giảm lệ phí trước bạ từ phía Bộ Tài chính, thì trong một cuộc họp với ban lãnh đạo chính phủ, các bộ, ngành, VinGroup đã từng đưa ra kiến nghị thí điểm ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ trong 5 năm với ô tô điện. VinFast phát triển pin theo chiến lược 3 chân kiềng. Bên cạnh mở rộng thị trường, VinFast cũng hợp tác với các tên tuổi đầu ngành công nghệ, công nghiệp ô tô để nâng cao chất lượng sản phẩm. Mới đây, VinFast đã ký thỏa thuận hợp tác với Gotion Hitech, doanh nghiệp sản xuất pin hàng đầu đến từ Trung Quốc để triển khai nghiên cứu, phát triển và sản xuất pin LFP.
Đây là loại pin phổ biến nhất trên thị trường xe điện toàn cầu với nhiều ưu điểm vượt trội như giá thành cạnh tranh, an toàn và tuổi thọ cao hơn các thế hệ pin truyền thống và phù hợp với các dòng xe trung bình. Ngoài Gotion High-Tech, hãng đã và đang đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác đến từ Mỹ, Israel, Đài Loan để nghiên cứu phát triển và khả năng ứng dụng sản xuất các công nghệ pin tiên tiến nhất. Bên cạnh đó, Vingroup đã góp 51% vốn để thành lập công ty cổ phần giải pháp năng lượng VinES là đơn vị chuyên sản xuất pin và ắc quy. Về định hướng phát triển, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup từng chia sẻ với báo Giao thông rằng pin là một bộ phận quan trọng của xe điện, quyết định sự thành bại của cuộc cách mạng xanh nên Vingroup đã xác định chiến lược ba chân kiền bao gồm mua pin từ các nhà sản xuất tốt nhất thế giới, hợp tác với các đối tác để sản xuất các pin tốt nhất thế giới và tự nghiên cứu, phát triển sản xuất pin. Tại Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2021, ông Phạm Nhật Vượng cũng cho biết mô hình kinh doanh của Vingroup trong thời gian tới sẽ là VinFast sản xuất ô tô, còn Vinsmart sản xuất và cho thuê pin. Tập đoàn này sẽ cho thuê và phí nạp điện bằng chi phí khách hàng trả cho xăng. Mọi chi phí bảo dưỡng pin đều do tập đoàn chịu trách nhiệm. Để sẵn sàng cho việc vận hành xe ô tô thông minh vào cuối năm, VinFast đã đẩy mạnh lắp đặt trạm sạc pin tại các tỉnh thành trên cả nước. Tính đến giữa tháng 8, VinFast đã triển khai thi công lắp đặt gần 500 trạm sạc trên toàn quốc, đồng thời ký hợp đồng hợp tác với gần 700 địa điểm. Dự kiến đến hết năm nay, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn tất, cung cấp 40.000 cổng sạc ô tô, xe máy điện cho người tiêu dùng ở tất cả các tỉnh thành. Kế hoạch niêm yết tại Mỹ. Về kế hoạch tài chính, VinFast hồi tháng 4 cho biết, công ty cân nhắc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tức IPO, hoặc sáp nhập với công ty mua lại mục đích đặc biệt, tức SPAC, để niêm yết tại Mỹ. Các nguồn tin nói đợt IPO có thể huy động ít nhất 2 tỷ USD. Reuters đưa tin, hãng xe này muốn được định giá khoảng 60 tỷ USD và đã chỉ định Credit Suisse dẫn dắt thương vụ tiềm năng này. Các hãng xe điện hoặc có một bộ phận kinh doanh xe điện thường được định giá cao hơn hẳn các hãng kinh doanh ô tô chạy nhiên liệu thông thường. Phương án ưu tiên hơn là thông qua SPAC để niêm yết tại Mỹ, theo các nguồn thạo tin. Tuy nhiên, quá trình đàm phán với các SPAC chưa có nhiều tiến triển về đề xuất thỏa thuận hay thời điểm niêm yết. Nguyên nhân là những bất ổn liên quan đến quy định quản lý SPAC ở Mỹ, lộ trình về thương vụ chưa được thiết lập và các kế hoạch của công ty có thể thay đổi. Khi được hỏi về khả năng kế hoạch bị trì hoãn, bà Lê Thị Thu Thủy nói rằng VinFast vẫn đang thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết tại Mỹ và sẽ có thông báo sau. Do đang trong giai đoạn mở rộng đầu tư ban đầu, VinFast chịu lỗ trong năm 2019 và 2020 với tổng lỗ lũy kế 20.789 tỷ đồng. Với số lỗ lũy kế này và 38.707 tỷ đồng vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu còn gần 17.915 tỷ đồng tại cuối năm ngoái. Tuy nhiên, vào ngày 15 tháng 3, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 42.497 tỷ đồng, theo dữ liệu từ Cổng Thông tin Quốc gia. Với số vốn này, VinFast là công ty có quy mô vốn lớn nhất trong hệ sinh thái Vingroup và cũng xếp trên các ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam như BIDV, Vietcombank, Vietinbank. Xét về cơ cấu cổ đông, Vingroup đang là công ty mẹ nắm giữ hơn 51,52% vốn VinFast. Cổ đông lớn tiếp theo là Tập đoàn Đầu tư Việt Nam thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, sở hữu 40,98%. Riêng cá nhân ông Vượng nắm giữ 5% và người thân của Chủ tịch Vingroup cũng sở hữu thêm 2,5% cổ phần. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, quy mô tài sản đạt gần 98.834 tỷ đồng, tăng hơn 8.300 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó, tài sản cố định chiếm 68%, tương đương gần 66.850 tỷ đồng. Về nguồn vốn, nợ vay tài chính ở mức 53.212 tỷ đồng, phần lớn là khoản vay dài hạn. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu và hệ số nợ trên tổng tài sản lần lượt là 3 lần và 0,54 lần. Trước VinFast, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã kinh doanh xe điện và Tesla là một trong những đơn vị tiên phong. Tuy nhiên, ngoài nguồn thu từ sản xuất kinh doanh ô tô điện thì đơn vị này còn bán tín dụng carbon. Số tiền Tesla kiếm được từ việc bán tín dụng carbon đang có dấu hiệu tăng mạnh, hỗ trợ lớn cho lợi nhuận của hãng. Năm 2019, tổng doanh thu từ việc bán tín dụng phát thải của Tesla khoảng 594 triệu USD và lên 1,6 tỷ USD năm sau đó. Con số này vẫn tiếp tục tăng khi báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 của Tesla đã ghi nhận 518 triệu USD doanh thu từ bán tín chỉ carbon và 354 triệu USD vào quý 2. Trong khi đó, China Evergrande Group,
Tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc cũng gia nhập lĩnh vực xe điện qua công ty con là China Evergrande New Energy Vehicle Group, gọi là Evergrande NEV. Hãng từng đặt mục tiêu vượt qua Tesla và các tên tuổi khác để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn mạnh nhất thế giới vào năm 2025. Thông tin này khiến cổ phiếu Evergrande NEV tăng vọt. Vốn hóa của hãng xe điện Trung Quốc đạt khoảng 87 tỷ USD, lớn hơn cả Ford Motor trong tháng 4. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh xe điện gặp khó khăn khi nửa đầu năm nay lỗ ròng 4,9 tỷ nhân dân tệ. Tại buổi triển lãm ô tô được tổ chức hồi tháng 4, hãng này không bán được chiếc xe nào dưới thương hiệu của mình. Đầu tháng 8, China Evergrande Group cho biết đang đàm phán với một số nhà đầu tư bên thứ ba độc lập để bán cổ phần trong các công ty con thuộc lĩnh vực xe điện và dịch vụ tài sản. Điều này khiến cho cổ phiếu Evergrande NEV giảm tới 90% trong thời gian gần đây. Theo cafebiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.